Sau lượt trận đầu tiên World Cup 2022, fan Saudi Arabia đi khắp Qatar và lan truyền câu nói cửa miệng: Where is Messi? Đúng vậy, họ hỏi Messi ở đâu? Có đá trận mở màn không mà để Argentina thua trước đội bóng yếu nhất bảng như vậy? Bây giờ thì sau gần một tháng, câu trả lời đã có rồi đây. Hãy tìm Messi ở chung kết vào ngày 18 tháng 12 tới. Trước Croatia ở bán kết, Messi hiện nguyên hình là một gã lùa gà. Không phải Messi bán khoa học làm giàu đâu, anh bán khoa học bóng đá. Croatia thực sự đẳng cấp, nhưng vẫn chưa là gì so với tầm vóc của Npulga. Thế giới thúc cầu một lần nữa phải vái lại Messi. Trên đời này có người tài năng đến thế sao? Khen Messi quá nhiều rồi, nhưng không khen nữa không được. Messi hết lần này đến lần khác, đột phá giới hạn của môn thể thao này tại sân khấu lớn nhất có thể. Tội nghiệp Josko Gvardiol. Ở kỳ World Cup mà chàng trai sinh năm 2002 này bước ra ánh sáng và thi đấu cực kỳ thăng hoa, anh lại bị bậc tiền bối dạy cho một bài học quá đau. Gvardiol có đủ mọi phẩm chất để trở thành một trung vệ hàng đầu. Anh cao lớn, chơi chân tốt, nhãn quan tuyệt vời, đọc trận đấu tài tình. Giới cỏ bóng đá định giá Gvardiol lên tới 100 triệu euro. Nhưng bao tải tiền này đã bị một cầu thủ có giá chuyển nhượng không đồng là Messi quay đèn cũ. Có lẽ cả quãng đời còn lại, Gvardiol sẽ không thể quên được tình huống ở phút thứ 69 đó. Gvardiol và Messi đóng vai Tom và Jerry ở hành lang bên phải. Messi lọt thỏm trong cái bóng khổng lồ của Gvardiol, bị đối phương che hết đường tiến vào khung thành. Nhưng bằng một cách nào đó, cái chân trái của Messi vẫn dò được ra con đường mòn đi dọc đáy biên. Thật điên rồ, Gvardiol trẻ hơn Messi tới 15 tuổi, nhưng dùng hết sức bình sinh cũng không thể tì vai và khiến cho người tiền bối này lệch khỏi đường dây. Messi đâm vào vòng cấm của Croatia và nhìn cảnh đó, các hậu vệ còn lại của đại diện châu Âu đã rụng rời tay chân. Chiến binh cừ khôi nhất của họ cũng không thể ngăn chặn một đối một với Messi, thì những người còn lại có khác gì cột đèn đường? Chỉ đứng đó làm khán giả bất đắc dĩ và chiêm ngưỡng. Messi không ghi bàn, nhưng vừa tạo ra kiệt tác. Một kiệt tác không nằm trong sách giáo khoa mà chỉ có thể nhìn thấy ở sách nâng cao, loại sách dành cho 1% học sinh giỏi ưu tú của thế giới. Messi đã biến cầu thủ 20 tuổi trở lại hình hài của một đứa trẻ đang tập chơi bóng. Một người hâm mộ bình luận tình huống của siêu sao Argentina dễ dàng vượt qua Josko Gvardiol. Gvardiol, trung vệ hay nhất World Cup như biến thành cầu thủ tại Sunday League, giải đấu phong trào tại Anh khi đối mặt với Messi. Một người hâm mộ khác nói: Gvardiol rất giá thê thảm sau pha đi bóng của Messi. Giá của Gvardiol sẽ giảm từ 100 triệu euro xuống còn 20 triệu euro sau pha bóng này. Thêm một người khác bình luận về trung vệ 20 tuổi tăng giá chóng mặt và giờ đây rất giá thê thảm sau trận bán kết với Argentina. Thật khó tin, nên nhớ Messi đã 35 tuổi trong khi Gvardiol mới 20. Một người khác thán phục pha đi bóng của ngôi sao người Argentina. Messi ở tuổi 35 đã thế, nếu anh trẻ lại vài tuổi thì không biết còn khủng khiếp như thế nào. Sự khâm phục càng lớn hơn khi bên Messi dành phần lớn thời gian chỉ đi bộ trên sân. Mỗi khi anh chạm bóng vẫn tạo ra được sự khác biệt đều đặn. Khả năng bùng nổ của Messi vẫn như tuổi đôi mươi. Phải chăng ở kỳ World Cup lần cuối, thiên tài người Argentina đã không còn bảo lưu nữa, mà cháy hết số năng lượng còn lại? Nhìn Cristiano Ronaldo hay Luka Modric vất vả như thế nào trước giới trẻ thì mới thấy Messi đúng là ngoại hạng. Không nên xếp Trung Anh vào bất cứ bảng xếp hạng thông thường nào, bởi điều đó lấn át những người khác. Messi thi đấu một trận bán kết World Cup như đá bóng với ba cậu con trai trong vườn nhà. Nhẹ nhàng, thoải mái, chẳng chút áp lực. Thực sự, một mình Npulga không thể đàn áp người Croatia như thế. Nhưng Messi với sự hỗ trợ của các đồng đội trong tuyển Argentina đã tạo ra một tập thể quá khó bị đánh bại. Đến huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia cũng phải thừa nhận: không cần phải nói nhiều về Messi, cậu ấy hay nhất thế giới, rất hay và rất nguy hiểm hôm nay. Đó chính là Messi mà chúng ta kỳ vọng được chứng kiến. Đến tận cùng thì dù với cương vị đối địch, huấn luyện viên Dalic cũng phải biến thành một khán giả và tận hưởng thứ tinh túy của bóng đá đến từ đôi chân của Messi. Những phút cuối trận, các cầu thủ Croatia đã chạy chậm lại. Họ không còn cố gắng nữa vì biết thế trận đã an bài. Trước một đối thủ như Messi, thua trận cũng bớt đáng đi nhiều. Messi cũng chạm tới hàng loạt kỷ lục World Cup sau màn trình diễn xuất chúng trước Croatia. Anh cân bằng kỷ lục 25 trận ra sân tại World Cup của cựu danh thủ Lothar Matthäus. Do Argentina còn một trận tại World Cup 2022 và Messi không bị trao giò. Chỉ có chấn thương bất ngờ mới có thể ngăn Messi lập nên cột mốc mới. Với 90 phút thi đấu, không tính bù giờ trước Croatia, Messi đã có 2.194 phút ra sân tại World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 2.217 phút của cựu trung vệ Paolo Maldini, 23 phút thi đấu nữa. Trước mặt Messi cùng đồng đội là trận chung kết gặp đội thắng giữa Pháp và Maroc, nên việc chinh phục cột mốc này của Messi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Messi đang sở hữu 17 trận ra sân ở World Cup,
trên cương vị đội trưởng, qua đó phá kỷ lục 16 trận của Rafael Márquez, đội trưởng của Mexico. Về thành tích, Messi đã có 11 bàn thắng và 8 kiến tạo ở sân chơi World Cup. Siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 4 trận ở các vòng chung kết World Cup, nhiều nhất trong lịch sử. Messi đạt thành tích đó ở các trận đấu gặp Serbia World Cup 2006, Mexico, Hà Lan và Croatia World Cup 2022. Tính tổng bàn thắng và kiến tạo ở các vòng chung kết World Cup 19 lần, không cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu có thành tích tốt hơn Messi. Với 11 bàn thắng, Messi đã vượt qua kỷ lục 10 bàn của cựu tiền đạo Gabriel Batistuta ở sân chơi World Cup. Còn với 8 kiến tạo, Messi cũng cân bằng thành tích ở World Cup của huyền thoại Diego Maradona. Đội bóng xứ Tango vừa nối dài chuỗi trận toàn thắng ở bán kết World Cup lên con số 5. 36 năm sau chiến thắng ở World Cup 1986 gần nhất, Argentina chỉ còn cách chiếc cúp vàng một trận đấu nữa. Ở Mexico 86, Diego Maradona là ngôi sao số 1, nhưng trong trận chung kết thắng Tây Đức 3-2, Diego huyền thoại lại không ghi bàn nào. Những người lập công cho Argentina là Brown, Vandado và Buruchaga. Thế mới nói, đến một thiên tài cũng cần sự hỗ trợ, và thật may là Argentina phiên bản 2012 có những cầu thủ hỗ trợ đắc lực cho Messi. Chắc chắn, cái tên được gọi nhiều thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay là Julian Alvarez. Từ một cậu bé hâm mộ Messi, Alvarez đã toại nguyện giấc mơ khi được đá chung với thần tượng, thậm chí còn được idol kiến tạo cho. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Alvarez đã giúp sức cho Anfulga rất nhiều, góp công lớn mang về quả penalty trước Croatia. Sự tương tác với ngôi sao đương đại lớn nhất thế giới này có lẽ là điều trong mơ Alvarez cũng không dám nghĩ đến. Alvarez biết đến chơi bóng khi mới 3 tuổi. Lúc anh lên 5 tuổi, Messi đã chơi trận đầu tiên cho Argentina. Tiền đạo sinh năm 2000, thần tượng M10 từ đó. Trong nhà anh, tràn ngập hình ảnh của huyền thoại sống đồng hương. Tại Copa America 2011, cậu bé 11 tuổi rời quê nhà ở thị trấn Cachin lên thành phố Córdoba với quãng đường 123 km. Alvarez muốn tới xem Argentina gặp Croatia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng và mục đích là chụp ảnh cùng thần tượng Messi. Alvarez được toại nguyện. Chơi bóng cùng Messi là tuyệt vời nhất. Flash Sport dẫn lời Alvarez. Khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước điều đó. Anh ấy là hình mẫu của bóng đá thế giới, cũng là cầu thủ giỏi nhất. Messi sống cũng rất đơn giản và khiêm nhường, giúp chúng tôi học hỏi nhiều điều. Tài năng, đức độ là tấm gương sáng không chỉ cho đàn em noi theo mà còn hỗ trợ trực tiếp cho lớp kế cận phát triển. Messi đã làm được quá nhiều thứ vĩ đại trên đất Qatar. Anh xứng đáng có một chiếc cúp vàng tô điểm cho sự nghiệp xuất chúng của mình.